Cặp này là lo tranh nha anh em, lo tranh của Đức này. Thật ra cũng còn đẹp nhưng mà nó bị mục viền. Trép này. Middle van bầu dục. Cặp này 2,5 triệu nha. Cặp này cao khoảng 50, gần 60 nha anh em. Gần 60 nha, năm mấy á. Lo thì còn sống nha, đây này, thử một cái cho anh em nghe này. Một cái tay làm sao mà cầm được. Nó bị một cái viền hả? Một viền rồi. Mít tép còn đầy đủ nha. Bên đây cũng vậy thôi nha. Sống rồi mình thử rồi nè. Ui giời. Kinh quá anh em ơi. Cái này là không có chuyên nghiệp rồi. Nhưng mà có một cái tay này. Nghe thông cảm nha. À, nó rần rần hay nghe không? Cặp này mà làm lại viền thì tiếng hay lắm luôn hả nha nè. Tiếng bass nó vừa phải thôi. Này thấy viền mục không? Bên ngoài đây mình nhìn thấy nha nè, mà mục rớt luôn nè. Đó, mục viền đó. Đó, mục nè. Lúng lỗ thấy không? Thay lại viền nha. Thay lại viền là 200k nha. Rồi. Không thì bớt viền cho anh em được. Cặp đây 2,2 triệu, 2,3 triệu gì cũng được nha. Anh em về làm viền đi. Ở đây cũng có người làm chứ mà không có thời gian anh em ơi. Ok chưa? Cao nè. Đó. Gần 3 gang thôi. 50 mấy á nha. 56, 57 á. Nè. Cỡ con 16, 15 gì đó. Ngang rồi chứ cỡ con 27. Nó tranh đó nha, ba đường tiếng này, đường cái mít nó màu dùng này, tiếng nó lỏng lắm nha. Rồi, anh em nào chơi thì nhắn nha.